Hết à, hết. Hết à, con bị sao vậy? Hết, hết à, con sao vậy? Ba, ba, con lại gặp ác mộng như lần trước nữa rồi. Con đã nằm mơ thấy, con thấy anh Thết leo qua núi để tìm con, và anh ấy đã trượt chân té xuống núi. Hay là anh Thết đến tìm mình thật hả ba? Nhưng mà anh ấy đã bị té xuống núi chết đó ba. Mong xấu sẽ biến thành điều lành đó bác sĩ. Tôi không cần nói cho ông biết là tâm trạng như vậy nó đã xảy ra bởi phép thuật của ai. Vậy tại sao cô ấy làm như vậy chứ? Ba, ba muốn nói đến ai vậy? Ông Akhi muốn ám chỉ đến ai? Là anh Thết à? Có lẽ anh ta không tìm bác sĩ đâu. Tốt nhất bác sĩ nên quên chuyện đó đi, vì sẽ không được gặp anh ta nữa đâu. Ông nói sao? Coi bác sĩ kìa, làm như lo cho anh ta lắm thì phải. Thực ra anh ta đã làm khổ bác sĩ 5 lần 7 lượt rồi còn gì. Nhưng mà người đã yêu thương bác sĩ, sẵn lòng làm tất cả vì bác sĩ, thì bác sĩ lại không hiểu được giá trị đó. Ông Akhi đã có lời tỏ tình thẳng thắn với Phách như vậy rồi, bộ chứ không có ý kiến gì hay sao? Kiều chú phải nói cái gì đây? Bởi vì ông ta thương con của chú thiệt lòng mà, nên nó thẳng vào vấn đề thì chú phải thừa nhận lòng thành của ông ta thôi. Nếu như đó là cháu, chắc cháu đã siêu lòng với ông ta rồi. Phách à, tôi nghĩ là cô nên suy nghĩ kỹ lại đi. Hãy quên người đã làm cho mình đau lòng hết lần này tới lần khác. Nên suy nghĩ lại ông Akhi, người đã yêu mình hết lòng thì tốt hơn. Ê, tôi xin lỗi nha, tôi không đụng tới nữa đâu. Thuốc đi, mau uống thuốc đi. Giờ mày nằm nghỉ đi. Cảm ơn nha bạn Hiền. Thất à, cho tao xin lỗi mày nha, vì đã làm chậm trễ công việc của mày. Chưa chết là mày dữ lắm. Hiện giờ người phụ nữ kia cứ nghĩ là đã giải quyết chúng ta xong rồi. Cô ta tin chắc là như vậy, cho nên không cần phải đến đây xem nữa đâu. Mà tên này là người ta thấy sau cùng, trước khi tôi bị chìm xuống nước đó. Vậy mày thấy cô ấy đang làm gì? Đang tắm. Ơi trời, cái thằng này, mày còn dám nhìn lén người ta tắm nữa sao? Vậy tức là thạch này là nhìn lén con ma tên này tắm. Ôi, thấy chưa? Thì ra là vậy đó. Nó đúng là thằng háo sắc mà. Đêm nay ma tên này không quay trở lại đây nữa đâu. Sát à, cậu nói cái gì vậy? Cậu nói như vậy tức là cậu muốn chọc tôi có phải không? Sao cũng được. Nếu vậy thì lấy dâu ra chơi đi, hai thằng chơi với nhau. Được thôi, tôi không có sợ đâu nghe. Mau đứng dậy đi. Thôi, được rồi, đừng có cãi nhau nữa, đừng có chọc nóng tôi nghe. Trời ơi, sự tàn phá của cô đó vẫn còn chưa đủ hay sao hả? Nè, các người có biết suýt nữa chúng ta tàn sát lẫn nhau là vì cái gì hay không? Nguyên nhân là ở người phụ nữ đó, cô ta đã làm ra những chuyện như vậy. Chừng hiểu lầm đó. Cô ta đi tốt rồi, tại cô ta đến giờ mà vẫn còn lộn xộn nè, làm cho mọi người xem tàn sát lẫn nhau rồi đó. Dù gì hả, ghét cô ta lắm đó.
Cô ta chắc là thầy bùa thầy pháp gì rồi, nên đã bỏ bùa anh hết và tất cả mọi người luôn đó. Thôi, đừng có tào lao nữa được không? Có chuyện gì cũng đổ thừa cho một mình cô ta hết. Tôi sẽ đi tìm cô ta tận làng và nhờ cô ta đưa đến Akolalai trong thời gian sớm nhất. Làng của Matanai sao? Làng của Matanai chứ gì? Đúng là điên thật. Ông Aki, cà phê đây. Bác sĩ pha cho tôi sao? Dạ. Cảm ơn nhiều. Đúng là loại cà phê rất tuyệt vời đó. Bác sĩ là một người tốt bụng, có thể pha cho tôi mỗi buổi sáng không? Cho dù có pha hàng trăm tách cũng không bằng lòng nhân từ mà ông Aki đã dành cho tôi đâu. Sao bác sĩ lại khách sáo vậy? Tất cả những gì tôi làm chỉ đơn giản là ơn nghĩa thôi sao? Đó là chuyện lớn thật mà. Ông Aki có thấy tôi phức tạp không? Khi không biết thức tỉnh. Nila Fetta, nếu cô muốn làm gì, đừng ép buộc lòng mình. Thời gian vừa qua, tôi chỉ khuất phục đối với cô thôi. Và hôm nay có cô ở đây hiện diện trước mặt của tôi lần nữa, tại sao tôi lại không khuất phục thêm một lần? Cũng có câu này. Thì ông nói là tôi lại xuất hiện trước mặt ông một lần nữa. Không bao lâu nữa đâu, cô sẽ hiểu thôi. Chẳng lẽ mình phải lên trên để suốt đời suốt kiếp như vậy hay sao? Vẫn chưa chết hay sao?
Mà Sát à? Dạ. Tao lại trời lại đất chứ không phải lại mày đâu, mày mau tránh ra đi. Thôi vậy hả? Trời, tránh ra đi chứ, mắc quá đi à. Hãy đợi đó. Om Ittilit Praputang Raksa Salvat Sattu Apalaya Chayang Om Ittilit Prathamang Raksa Salvat Sattu Apalaya Chayang Om Ittilit Prasangkang Raksa Salvat Sattu Apalaya Chayang. Bọn họ vẫn chưa chết. Tại sao vậy? Không thể nào đâu. Được rồi đó mọi người à. Trong thời gian này tôi đã đọc câu thần chú quyền lực siêu nhiên xong rồi. Xin cho tất cả mọi người tĩnh tâm cho tốt khi rửa mặt. Và từ nay về sau, những kẻ đối địch với mình sẽ khuất phục mình bởi quyền lực này. Ừ. Cảm ơn nhiều nha. Giờ cho tôi một chút. Làm đi. Này cậu Thết. Cậu Thết à, cậu hãy tin tôi một lần đi. Tôi nghĩ là chúng ta nên đi tìm cô Phách và thầy Phách sẽ tốt hơn đó cậu. Nếu muốn đến vườn quốc Akko là lại thì mình nên đi chung với nhà thầy tốt hơn. Tôi có cách. Có thể tìm thấy cô Phách cho cậu và biết cô ấy đang ở đâu nữa. Chief Fatasun, ta sẽ đưa cô quay về lại Dương quốc cho bằng được trong đêm nay. Ugh!